1899. Bài 98 có bằng uê uy. Trước tiên cung dẫn vần uê. Vần uê gồm có hai âm, âm u đứng đầu vần và âm e đứng cuối vần. Các em nghe cô đọc u e uê uê. Các em đọc nào. Có vần uê, muốn có tiếng huệ ta thêm âm hờ trước vần uê, thanh nặng dưới âm e. Cô sẽ đọc hờ uê huê nặng huệ huệ. Các em đọc nào. Các em quan sát tranh, xem tranh vẽ nhánh bông gì. À, tranh vẽ nhánh bông huệ. Ta có từ mới bông huệ. Các em nghe cô đọc uê huệ bông huệ. Các em đọc nào. Tiếp tục cô giới thiệu vần uy. Vần uy gồm có hai âm, âm u đứng đầu vần và âm y đứng cuối vần. Cô đọc lại nhé. U y uy uy. Các em hãy đọc nào. Có vần uy, muốn có tiếng uy, ta thêm âm hờ trước vần uy. Nghe cô đọc nhé. Hờ uy huy huy. Các em hãy đọc nào. Các em quan sát tranh và xem tranh vẽ gì. À, tranh vẽ huy hiệu đội. Ta có từ mới huy hiệu. Nghe cô đọc nào. Uy huy huy hiệu. Các em đọc lại nhé. Các em nghe cô đọc uy huệ bông huệ. Uy huy huy hiệu. Các em đọc lại nhé. Các em hãy cùng cô tìm hiểu nội dung các từ ứng dụng trong bài nào. Cây vạn tuế, xum xuê, tàu thủy, khuy áo. Các em hãy đọc thầm và tìm tiếng mang vần chúng ta vừa học. À, trong từ canh vạn tuế có tiếng tuế mang vần uê. Từ xum xuê có tiếng xuê mang vần uê. Từ tàu thủy có tiếng thủy mang vần uy. Từ khuy áo có tiếng khuy mang vần uy. Các em lắng nghe cô đọc. Tờ uê tuê sắc tuế tuế. Cây vạn tuế. Sờ uê xuê xuê. Xâm xuê. Thờ uy thuy hỏi thủy thủy. Tàu thủy. Sờ uy khuy khuy. Khuy áo. Các em đọc nào. Các em nghe cô đọc lại toàn bài. Uê huệ bông huệ. Uy huy huy hiệu. Cây vạn tuế. Xâm xuê. Tàu thủy. Khuy áo. Nào, các em hãy xem cho biết tranh vẽ cảnh gì. À,
tranh vẽ cảnh nhà, đồng cỏ, cây cối xum xuê, con đê và những chiếc đò, nên ta có khổ thơ ứng dụng hôm nay là cỏ mọc xanh trong đê, dâu xum xuê muôn bãi, cây cam vàng thêm trái, hoa khoe sắc nơi nơi. Các em đọc thầm khổ thơ và tìm tiếng mang bằng chúng ta vừa học. À, trong dòng thơ dâu xum xuê mương bãi có tiếng xuê mang vòng uê chúng ta vừa học. Các em nghe cô đọc nào. Sờ uê xuê xuê xum xuê. Các em đọc. Bây giờ các em nghe cô đọc lại toàn bài. Uế Huệ bông Huệ, Uy Huy Huy hiệu, cây vạn tuế, xum xuê tàu thủy, huy á, cỏ mọc xanh trong đê, dâu xum xuê nương bãi, cây cam vàng thêm trái, hoa khoe sắc nơi nơi. Các em hãy đọc lại nhiều lần trong sách giáo khoa nhé. Chúng ta qua bài 99. Có vòng ơ uyên. Vòng ơ gồm có hai âm. Âm u đứng đầu vòng và âm ơ đứng cuối vòng. Các em nghe cô đọc. U ơ ơ ơ. Các em đọc nào. Có vần ơ, muốn có tiếng ơ, ta thêm âm hờ trước vần ơ. Cô sẽ đọc hờ ơ ơ ơ. Các em đọc nào. Em quan sát tranh, xem tranh vẽ con gì? À, tranh vẽ chú voi đang hơ vòi. Ta có từ mới, hơ vòi. Các em nghe cô đọc. Ơ, hơ, hơ vòi. Các em đọc nào. Tiếp tục, cô giới thiệu vần uê. Vần uê gồm có ba âm. Âm u đứng đầu vần, âm y đứng giữa vần và âm a đứng cuối vần. Các em nghe cô đọc nhé. U i a uê uê. Các em hãy đọc lại nào. Có vần uê, muốn có tiếng uê, ta thêm âm khờ đứng trước vần uê. Nghe cô đọc nhé. Khờ uê khuya khuya. Các em hãy đọc nào. Các em quan sát tranh, tranh vẽ cảnh gì? À, tranh vẽ nhà và những ánh sao vào đêm khuya. Ta có từ mới, đêm khuya. Các em nghe cô đọc. Khuya, khuya, đêm khuya. Các em đọc lại. Các em nghe cô đọc. Ơ, hơ, hơ vòi. Khuya, khuya, đêm khuya. Các em đọc lại nhé. Trong bài học hôm nay có các từ ứng dụng sau. Thở xưa, hơ tay, giấy phơ luya, trăng khuya. Các em hãy đọc thầm và tìm kiếm mang bằng chúng ta vừa học.
Trong từ thuở xưa có tiếng thuở mang vòng ơ. Trong từ hơ tay có tiếng hơ mang vòng ơ. Trong từ giấy phơ lưa có tiếng lưa mang vòng lia. Và trong từ trăng khuya có tiếng khuya mang vòng huyền. Các em lắng nghe cô đọc. Thờ ơ thơ hỏi thuở, thuở, thuở xưa. Thờ ơ thơ, thơ, thơ tay. Lờ uya luya, luya, giấy phơ luya. Khờ khuya khuya khuya, trăng khuya. Các em đọc nào. Nghe cô đọc lại nhé. Ơ hơ hơ vòi, khuya khuya đêm khuya. Thở xưa hơ tay, giấy phơ lưa, trăng khuya. Các em đọc lại nhé. Nào, các em hãy quan sát tranh và cho biết tranh vẽ cảnh gì. Tranh vẽ một bạn nhỏ đang ngồi nhìn mẹ bên ngọn đèn khuya và có khổ thơ sau. Nơi ấy ngôi sao khuya soi vào trong giấc ngủ, ngọn đèn khuya bóng mẹ sáng một vòng trên sông. Các em hãy đọc thầm khổ thơ và tìm tiếng mang vần chúng ta vừa học nào. À, trong khổ thơ có câu nơi ấy ngôi sao khuya và câu ngọn đèn khuya bóng mẹ có tiếng khuya mang vòng khuya chúng ta vừa học. Các em nghe cô đọc. Khờ khuya khuya khuya, sao khuya đèn khuya. Các em đọc lại nào. Bây giờ các em nghe cô đọc lại toàn bài nhé. Ơ hơ hơ vòi, uya khuya đêm khuya. Thở xưa hơ tay, giấy phơ lưa, trăng khuya. Nơi ấy ngôi sao khuya soi vào trong giấc ngủ, ngọn đèn khuya bóng mẹ sáng một phần trên sân. Các em hãy mở sách giáo khoa và đọc lại nhiều lần nhé. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô chúc các em học thật tốt. Chào các em.